Còn một số trà thông thường chúng ta pha tầm cỡ 2-3 nước, hai nước là qua hai nước là uống đã bị nhạt rồi, nhưng mà trà này mười mấy nước cũng vẫn ok so với bình này nha. Kỳ Lân xin trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay Kỳ Lân xin phép review một loại trà rất đặc biệt, rất ngon và rất nổi tiếng. Một loại trà mà Kỳ Lân rất tâm đắc, xin được phép giới thiệu với tất cả quý khách, đó chính là trà Phổ Nhĩ. Đây là hộp trà Phổ Nhĩ của Kỳ Lân. Và hôm nay Kỳ Lân sẽ review, Kỳ Lân sẽ sử dụng cái trà Phổ Nhĩ đặc biệt của Kỳ Lân này. Một loại trà rất đặc biệt và có thâm niên, tuổi đời cũng khá khá. Thì Kỳ Lân có tới 4 phiên bản trà Phổ Nhĩ này. Phổ thông nhất mà được mua nhiều bởi vì giá thành nó hợp lý là mười mấy năm và hăm mấy năm. Sau đó đến loại 3 mấy năm và 4 mấy năm, nó y chang như là Chivas vậy đó. Nó càng lâu đời, càng lâu năm thì càng ngon và càng giá trị. Thì Kỳ Lân sẽ xin phép review đây là loại mười mấy năm. Đây, và Kỳ Lân có chuẩn bị một cái khay mà chúng ta muốn biết được trà này bao nhiêu năm, nhiều năm hay ít năm. Chúng ta sẽ nhìn kỹ vào phần trà ở đây, xem thử độ mới, độ cũ, độ lên men lâu năm. Nó sẽ đậm đen và khác với những loại mới làm. Cho nên là nhiều quý khách là nếu mà chưa chơi trà thì sẽ khó hình dung được là vì sao biết nó là bao nhiêu năm và lâu năm như thế nào. Nhưng đối với những anh chị, cô bác, những tất cả những quý khách mà đang chơi trà thì nhìn vào cái trà này có thể đoán được là bao nhiêu năm về độ lên men cũng như là độ thời gian nó lâu hay nhiều. Thì cái này là kinh nghiệm, thì khi nào quý khách cần tư vấn, Kỳ Lân sẽ tư vấn chi tiết từng loại trà và sẽ giám định từng loại trà cho quý khách. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ tiến hành dùng cái cây này để Kỳ Lân xỉa trà ra. Mình dùng bao nhiêu mình xỉa. Trà càng lâu năm thì càng chất lượng. Khi mà Kỳ Lân xỉa ra một lượng ít trà như vậy thôi, nhưng Kỳ Lân có thể pha 15 đến 20 nước trên cái bình này. Khi mà Kỳ Lân xỉa ra trà như thế này, thường ví dụ như Kỳ Lân muốn dùng bao nhiêu để Kỳ Lân pha luôn á, thì Kỳ Lân sẽ đổ vào bình. Còn nếu như mà Kỳ Lân xỉa hết một lần để mà tiện về sau không cần xỉa nữa mà mình có sẵn để mình dùng á, thì Kỳ Lân sẽ xỉa hết cái trà, nguyên bánh trà này ra cái khay này. Và sau đó Kỳ Lân sẽ đổ vào cái hộp bảo quản trà này. Kỳ Lân dùng bao nhiêu thì Kỳ Lân sẽ múc trà Kỳ Lân bỏ vào bình. Còn nếu như mà mình xỉa bao nhiêu, mình uống bao nhiêu á, thì mình đổ trực tiếp vào bình luôn. Bình thường á, thì nếu như chúng ta mua nhiều cái trà để chúng ta sưu tầm, nếu chúng ta để nguyên những cái mà bánh nguyên chúng ta chưa dùng á, thì chúng ta sẽ chưng vào đây. Kỳ Lân sẽ gửi kèm những cái đế nó vừa với bánh trà. Đế này hơi to hơn, nhưng mà trong quay clip thì Kỳ Lân xin mượn tạm cái đế này để mà demo. Mà đế tổ mình chưng cũng rất đẹp. Mình sẽ chọn cái đế đó, nó phù hợp hơn một chút xíu, nó là sẽ đẹp lắm. Đế này thì hơi dư phần trên. Nếu như quý khách mua nhiều thì Kỳ Lân sẽ gửi những cái đế như vậy nè, để mình để trà lên, mình chưng lên tủ, nó sẽ rất đẹp. Mà mình để càng lâu thì lại càng ngon nữa. Vừa mua để sưu tầm, trưng bày, và vừa mua để cho thời gian nó lâu năm nữa và sẽ giá trị hơn và thưởng thức sẽ ngon. Và bây giờ Kỳ Lân bắt đầu nấu nước. Và bây giờ chúng ta sẽ luộc trà. Sau khi chúng ta luộc trụng trà sơ một lớp, đầu tiên là
vệ sinh sạch sẽ cái trà này đi. Và thứ hai là cho lá trà nở ra. Bắt đầu chúng ta sẽ châm nước vào. Lưu ý là không nên chế nước đầy quá tới thành miệng nha. Và trong khi đợi trà ra được cái nước trà ngon thì Kỳ Lân sẽ thực hiện việc xông trầm. Mình vừa ngửi trầm thưởng trà. Đây là những cái trầm thiên nhiên đó. Kỳ Lân chỉ đốt, chỉ sử dụng những cái trầm mà nguyên từ thiên nhiên, từ cây gió bầu và được hình thành trầm như vậy, chứ không có dùng trầm bột, trầm nụ. Bởi vì mình sẽ không biết chắc chắn được như thế nào, nên mình cứ dùng cái trầm tự nhiên, thiên nhiên, từ nguyên cây gió bầu và đã được hình thành trầm như vậy. Và mình nhìn như thế này mình có thể biết được là trầm như thế nào. Mình có thể bẻ ra mình xem. Mình có thể dùng máy móc chuyên dụng ngày nay như là máy hiển vi, một số máy móc chuyên dụng để mình xem, mình coi trầm. Bởi vì nó hình thành từ cây gió bầu. Cụ thể là cây gió bầu thì cây gỗ cũng như cái mạch máu của chúng ta vậy, nó sẽ có những cái cây sợi nè. Thì trầm nó hình thành theo đường xớ sợi ở trong đó. Khi chúng ta nhìn, chúng ta thấy rõ, thấy dầu, thấy rõ ở chỗ những cái sợi như vậy. Và khi nếu như trầm mà người ta tẩm thì mình nhìn mình biết, mình soi máy mình sẽ thấy. Và nếu như tẩm nó chỉ nổi bề mặt dầu ở mặt ngoài thôi, nó không thẩm thấu được bên trong. Còn nếu như công nghệ cao mà họ thẩm vào bên trong đó, thì mình soi máy mình sẽ thấy được, nó sẽ khác biệt với trầm tự nhiên ngay. Đó là kinh nghiệm. Và mình cầm một cái cây gió bầu hình thành trầm như vậy, mình đốt, mình cầm thực tế như vậy, mình sẽ biết được cụ thể và an tâm hơn. Trầm là một cái rất là tâm linh. Vì vậy chúng ta phải dùng trầm thiên nhiên, trầm thật. Và trầm là một cái tốt cho sức khỏe. Vì vậy người ta mới mua trầm để ngâm rượu, người ta mới ngửi trầm hoặc là xông trầm. Và đặc biệt là theo tâm linh, phong thủy tốt đem những cái vượng khí, những cái điều tích cực, xua tan những cái điều tiêu cực, xua tan những cái tà khí. Mà không phải hôm nay đâu, mà từ xa xưa, từ vua chúa rồi, thì những người nào mà sử dụng trầm mà thấy may mắn thì sẽ hiểu được cái tính chất của trầm. Còn nếu như mới dùng chưa trải nghiệm được thì sẽ chưa có thể hiểu điều đó. Nhưng mà một khi đã dùng rồi mà cảm thấy đúng và thấy tốt, tốt sức khỏe, tốt cho tâm linh, tốt cho công việc thuận lợi, thì bắt đầu mọi người sẽ tự cảm nhận được. Bởi vì cái này là do tâm linh, mỗi cái cá nhân của mỗi con người sẽ khác nhau, nên Kỳ Lân sẽ không đi sâu vào vấn đề đó. Và trầm tốt sức khỏe, bởi vì vậy chúng ta phải sử dụng đúng trầm thiên nhiên mới tốt nha. Còn nếu như tẩm hóa chất tẩm vào thì sẽ không những không tốt mà còn gây hại. Đó là điều đương nhiên. Tự nhiên vẫn là số 1. Đốt, khi mình đốt á, thì cái tinh dầu sẽ xì ra mà nó sẽ bay tỏa cái khói. Nó tỏa. Nó bám vào cơ thể chúng ta, bám vào áo quần chúng ta. Rất là thơm mà nó thoang thoảng, nó tạo cho chúng ta vô cùng dễ chịu. Ngoài phong thủy tâm linh, ngoài tốt sức khỏe thì nó tạo cho chúng ta thoải mái vô cùng về tinh thần nữa. Tuy nhiên đốt phải đúng cách. Khi chúng ta đốt á, thì cái tinh dầu nó sẽ ngấm ra và nó sẽ xì, nó xì tinh dầu sẽ bay ra. Chúng ta rải cho cái khó trắng này nó tỏa ra, tinh dầu nó theo khó nó bám vào chúng ta, bám vào những cái vật xung quanh, đặc biệt là quần áo và những cái không gian chúng ta, nó sẽ làm cho không gian chúng ta trở nên thơm thoáng và dễ chịu. Còn nếu như chúng ta đốt mà để đốt thành cháy, thành tro luôn, thành than luôn á, thành lửa luôn, nó khó nó ra thì sẽ là khói đen. Mà khói đen thì sẽ không tốt, gây không tốt với sức khỏe. Cho nên chúng ta phải đốt thành sao mà để ra cái khói trắng, nó tỏa cái tinh dầu theo khói nó bay ra, thì đó mới là đem lại cái điều tốt với sức khỏe, rất thơm. Vừa ngửi trầm, vừa uống trà ngon, đang trụng sơ cái ly của mình. Nói chung là mình uống trà thì mình trụng hết tất cả những cái vật dụng để uống trà sẽ tốt.
và sẽ uống được, cảm nhận được sự ngon, ngon thật sự của trà, những gì tinh hoa nhất. Rồi sau đó chúng ta sẽ rót trà vào đây. Sau khi chúng ta rót hết trà vào đây thì bắt đầu chúng ta lại châm vào thêm một nước nữa. Hồi nãy có bấy nhiêu trà thôi nhưng mà mình châm được rất nhiều nước nha. Mười mấy nước vẫn ok. Rồi lại đợi ra trà. Thì lúc này cái này trà nước đầu mình đã uống được rồi. Bình thường thì Kỳ Lân dùng cái ly này để thưởng trà, nhưng hôm nay Kỳ Lân đang thực hiện video clip nên là uống ly này mình sẽ soi camera vào và mình sẽ không nhìn thấy cái màu trà, nên Kỳ Lân xin phép dùng cái ly giác vàng 24 carat của một cái làng chuyên sản xuất bình ly đồ sứ mạ vàng 24K của bên Đức. Đây là làng Barabia của Đức. Ly này rất đẹp, vàng, chất vàng họ làm rất là xuất sắc. Một cái làng chuyên về làm những cái đồ gốm sứ mạ giác vàng lên 24 carat. Và bây giờ cuối cùng thành quả chúng ta chờ đợi nãy giờ cũng đến. Đây, Kỳ Lân sẽ rót trà, cái màu trà rất là dễ thương. Trà này pha rất là nhanh ra và ít trà thôi nhưng mà mình pha được rất nhiều nước và uống rất là ngon. Còn một số trà thông thường chúng ta pha tầm 2-3 nước là qua 2 nước là uống đã bị nhạt rồi, nhưng mà trà này mười mấy nước cũng vẫn ok so với bình này nha. Rất ngọt hậu. Có một cái điều mà đích thân, chính thân Kỳ Lân thực hiện trải nghiệm. Và không biết là quý khách uống trà sao, nhưng mà đối với bản thân mình trải nghiệm là trà này, các trà khác Kỳ Lân chưa nói đến, nhưng mà riêng trà này và cái trà của Ô Long của Kỳ Lân á, tại vì Kỳ Lân tuyển chọn mà, khi mà dùng á, nó rất ngọt hậu. Và trước khi ăn cơm nếu uống trà này, cái trà này nó gây cho mau đói, tiêu hóa tốt thật sự luôn. Nếu như mà ăn xong á, sau khi ăn xong mà uống trà này á, nó cũng gây nhanh đói lắm. Thì đính đích bản thân mình, chính mình là người trải nghiệm và thực hiện rồi. Trước khi ăn cơm uống trà ăn vẫn ngon, và đặc biệt là sau khi ăn xong á, uống trà thì nó vẫn gây nhanh đói. Và đặc biệt vô cùng là cái trà này của Kỳ Lân kích thích càng uống càng nghiện. Nó tạo cho chúng ta cảm giác muốn cầm uống hoài, vừa bưng lên nè, để xuống nè, nhắm và cảm nhận được. Sau đó nó lại muốn chúng ta, não đưa thông tin là phải bưng lên uống tiếp. Và kể cả bất kỳ người nào chưa từng uống trà, theo Kỳ Lân nghĩ uống trà này cũng sẽ thích. Bởi vì trà này rất dễ uống, ngọt hậu và tạo chúng ta, kích thích chúng ta uống hoài luôn. Rất ngon, tốt sức khỏe. Và loại trà đặc biệt này rất thích hợp để mình thưởng thức, tốt sức khỏe và giá trị. Và một điều thích hợp hơn nữa là tặng cho những người mình thương yêu, những người mình trân quý, những người mình trân trọng những loại trà đặc biệt này. Có nghĩa là một sản phẩm bình thường mình tặng thì nó quá bình thường, như một sản phẩm đặc biệt và giá trị, đặc biệt là giá trị cao như vậy và hiếm và hàng chuẩn như vậy, mình tặng được đến những người mình trân quý thì đó là điều vô cùng tuyệt vời, bằng cả tấm lòng, tấm chân tình mình dành cho người mình trân quý đó, bởi vì mình đã chọn được sản phẩm chất lượng, chuẩn và giá trị. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Và để ủng hộ Kỳ Lân thì Kỳ Lân xin mời tất cả quý khách hãy subscribe đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân, cũng như like, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân, hoặc follow kênh TikTok của Kỳ Lân Luxury, hoặc truy cập trực tiếp vào website Kỳ Lân Luxury để xem những danh mục, những sản phẩm mới nhất của Kỳ Lân nhé. Hoặc gọi trực tiếp vào số hotline cũng như kết nối qua Zalo số 0901247247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo.